Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì em sẽ làm một cái bảng báo giá xe Peugeot ở bên em cho tất cả quý anh chị cùng xem. Tất cả những xe Peugeot nhà em bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội, và đặc biệt cam kết thêm cả mục là km zin. Anh chị không xa lạ gì Auto 88 và em Thái Hòa 88 rồi đúng không ạ? Đơn vị Auto 88 của em là một đơn vị bán Peugeot cũ nhiều nhất và uy tín nhất ở trên thị trường Việt Nam. Xe bên em thì quý anh chị không cần đặt cọc, quý anh chị cầm xe đi check test thoải mái mọi miền tổ quốc, ok thì về đặt cọc cho em Thái Hòa. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết lần lượt từng xe một anh chị nhé. Chiếc xe đầu tiên mà em muốn gửi tới mọi người đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản 1.6 Aurora form mới, sản xuất và đăng ký tháng 12 năm 2021. Xe một chủ từ đầu, chạy 1 vạn km siêu siêu mới luôn anh chị ạ. Xe thì gần như chưa một giọt sơn lại nào cả, rất rất mới luôn. Đó, con này biển gốc thành phố thì sẽ mặc định sang tên Hà Nội, sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và em chỉ bán một mức giá vô cùng yêu thương thôi là 999 triệu đồng ạ. Tất cả những giá em giao thì anh chị đều có thể hoàn toàn thương lượng, và khi đến tận nơi thì em sẽ ra lộc thêm cho anh chị nhá. 999 triệu đồng thôi ạ. Chiếc xe thứ hai muốn gửi tới mọi người đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản GT, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2022. Bản GT thì xe sẽ được trang bị những gì? Trước hết xe được trang bị vành 19 inch này, vành đa chấu cực kỳ đẹp, nội thất da Habana, đó trông rất sang chảnh luôn anh chị nhá. Tiếp đến táp ly bọc da lộn, đó. Tiếp đến nữa, xe được trang bị lên tới 12 loa focal. Tiếp đến là gì nữa ạ? Xe này được trang bị kính hai lớp anh chị nhá. Xe này được trang bị kính hai lớp, đi cách âm cực kỳ là tốt luôn. Chiếc này thì mới chỉ chạy 1,1 vạn km thôi. Đó, ở đây thì xe được trang bị vô lăng GT, rất đẹp và sang chảnh luôn anh chị nhá. Chiếc 3008 phiên bản GT sản xuất và đăng ký năm 2022, mang màu xanh ngọc lục bảo, chạy 1 vạn km, mang biển số gốc tỉnh, đang được Auto 88 chào bán mức giá vô cùng tốt là 1 tỷ 119 triệu đồng ạ. Ở đây thì em có chiếc Peugeot 3008 phiên bản 1.6 Aurora sản xuất và đăng ký năm 2022, xe một chủ từ đầu, mang biển số gốc Bắc Cạn, bên em đã thực hiện cho rút hồ sơ rồi. Đó, và chiếc xe này cũng chỉ chạy 1,8 vạn km thôi. Chiếc này thì em đang chào bán giá cũng rất là tốt luôn, 1 tỷ 029 triệu đồng ạ. Giá quá tốt luôn chưa ạ anh chị? Giá rất là tốt rồi đấy ạ. Tiếp đến ở đây em có chiếc Peugeot 3008 phiên bản 1.6 Aurora sản xuất năm 2021 và đăng ký vào năm 2022. Xe thì mới chỉ chạy có 9.000 km siêu siêu mới luôn và sẵn biển Hà Nội luôn anh chị nha. Chiếc này em chỉ bán với giá là 989 triệu đồng ạ. Tiếp đến nào, nhà nhiều Peugeot quá anh chị đến giải cứu sư tử đi ạ. Đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản GT, cũng là phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2022. Chiếc này cũng chạy 1 vạn km và em cũng chỉ bán bằng với giá chiếc màu xanh là 1 tỷ 119 triệu đồng ạ. Tiếp đến chiếc màu đen cũng vậy, chiếc màu đen cũng chỉ với giá là 1 tỷ 119 triệu đồng. Ba chiếc GT em đều bán bằng nhau anh chị nhá. Tiếp đến ở đây nữa nào. Ở đây thì em vừa về chiếc Peugeot 5008 phiên bản GT, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký vào tháng 11 năm 2022. Xe thì được khoác lên mình màu đỏ, cũng là một trong những màu cực kỳ đẹp của Peugeot 5008. Xe vừa cập bến anh chị ạ, rất rất mới và đẹp, rất rất mới và đẹp. Đó, xe mang biển số quốc tỉnh, chạy 1 vạn km. Bản GT là bản cao cấp nhất của Peugeot 5008 anh chị nha. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Ở trên cái phiên bản GT thì xe sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh này, ghế da Habana này, loa focal này, Masabi hai ghế trước này, nhớ ghế này. Đó, cũng vô cùng là nhiều tính năng. Và xe mới tinh lăn bánh trong hãng lên gần tới 1 tỷ rưỡi và em Thái Hòa cũng chỉ bán với giá là 1 tỷ 149 triệu đồng thôi ạ. Quá là hợp lý luôn. Đó, xe trong hãng mới tinh là tận gần 1 tỷ rưỡi đấy, nhưng em chỉ bán với giá là 1 tỷ 149 triệu đồng thôi. Mà lại vẫn còn thương lượng được anh chị nhá, vẫn còn thương lượng được. Tiếp đến ở đây, đây là chú sư tử nhỏ hơn. Đây là chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe sẵn biển Hà Nội và biển Hà Nội lại cực kỳ đẹp nữa cơ anh chị ạ. Cái biển này thực sự là phải mất tiền mới mua được đây anh chị nhá, 30H78279. Giá như có một anh chồng nào sinh năm 82 và chị vợ sinh năm 79, đúng là đẹp tuyệt vời luôn. À, em xin lỗi, chồng 79 vợ 82. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Cái bản GT này cao cấp nhất thì sẽ được trang bị đèn nanh hổ này, ghế da cao cấp này, rồi là ghế chỉnh điện này, mặt đồng hồ 3D này.
cảnh báo lệch làn này. Và chiếc Peugeot 2008 này thì mới chỉ chạy 1 vạn km thôi, em đang chào bán với giá là 815 triệu đồng, một mức giá có thể gọi là rẻ nhất trên thị trường đấy ạ. Tiếp đến ở đây em có chiếc Peugeot 2008 phiên bản Active sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe thì chạy hơn 2 vạn anh chị nha, mang biển số Vũng Tình. Chiếc này cũng chào bán giá rất hợp lý là 755 triệu đồng. 755 triệu đồng thôi ạ. Tiếp đến vào trong nhà nữa nào, xem còn nhiều sư tử không nào. Hai chiếc này thì đều đồng giá là 1119 này. Ở đây đồng giá thêm hai chiếc nữa. Cả hai chiếc này đều chạy loanh quanh hơn 7000 cây và đều sản xuất và đăng ký năm 2022. Đó, một chiếc thì biển Quảng Ninh, một chiếc thì biển Đồng Nai, anh chị lấy con nào cũng được. Và đều đồng giá là 1 tỷ 029 triệu đồng cho hai chiếc Peugeot 3008 phiên bản Orua anh chị ạ. Đó, bản Orua thì cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, cũng được trang bị cảnh báo lệch làn. Đó, cũng rất là nhiều tính năng. 1 tỷ 029 triệu đồng thôi ạ. Và một chiếc Peugeot cuối cùng ở bên em, đây là chiếc Peugeot 5008 phiên bản 1.6 Orua sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy 3 vạn, mang biển số gốc thành phố. Cái bản Orua thời này nó còn trang bị như bản GT bây giờ luôn anh chị ạ. Không khác gì bản GT bây giờ cả. Thiếu mỗi da Habana các thứ thôi. Đó. Nội thất của chiếc xe thì vẫn rất là mới. Vẫn rất là mới, cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, cũng được trang bị hai ghế điện trước, rồi là massage ghế, cần số điện tử, nói chung là đủ hết anh chị nha, loa Foco. Chiếc này thì em chào bán giá cũng rất hợp lý thôi ạ, 939 triệu đồng. Đó, một cái mức giá quá tốt cho anh em. Đây là những xe Peugeot mà em đang có mặt tại cửa hàng anh chị nhé. Và em đang về thêm rất nhiều siêu phẩm để phục vụ anh em nữa. Ví dụ như là chiếc Peugeot 3008 phiên bản 1.6 Orua sản xuất và đăng ký năm 2021, khoác lên mình màu xám anh chị nha, mang biển số Vũng Tỉnh. Và một chiếc nữa là Peugeot 3008 màu xám bản GT, bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký vào cuối năm 2022, mang biển số siêu VIP luôn anh chị ạ. Anh chị em nào ở Hải Phòng thì nhanh tay gọi cho em này, biển số của xe nha, 15A98386. Đó rồi, nghĩa là mãi mãi lộc mãi phát, quá đẹp luôn anh chị nhá. 8386, 15A98386. Thì xe đó dự kiến khoảng 3 đến 4 ngày nữa sẽ cập bến Hà Nội, sẽ cập bến Auto 88 thôi. Thì tất cả của anh chị mà có nhu cầu mua xe ấy, thì hãy liên hệ qua số điện thoại trên màn hình giúp em, 096 140 8888, hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa, hoặc cũng có thể theo dõi bố con em trên kênh TikTok Thái Hòa Auto 88. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Em xin kết thúc video tại đây ạ.